chuyên mục Kinh tế phát triển. Thưa quý vị, Đức Huệ là huyện khó khăn của tỉnh Long An, hạ tầng chưa được đầu tư hoàn thiện, giao thông đường bộ còn hạn chế và là vùng đất bị nhiễm vàng. Phân bố không đều, đan xen giữa đất dòng, bưng, trũng gây khó khăn cho phát triển nông nghiệp. Tuy vậy, nơi đây đã hình thành một trang trại nuôi trồng với quy mô hàng trăm hecta, tạo nên diện mạo mới ngay trên vùng đất này. Vào những ngày cuối năm 2015, đến tham quan mô hình trang trại của ông Võ Quang Quy ở xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, chúng tôi ngỡ ngàng trước một trang trại đang phủ một màu xanh bởi các loại cây ăn trái nơi cằn cỗi này. Sau khi tham quan trang trại, chúng tôi rất khâm phục ý chí vươn lên của người nông dân không lùi bước trước mọi khó khăn và trở lực để biến nơi đây trở nên trù phú. Ông Võ Quang Quy, quê ở thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, mới 60 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều nỗi cơ cực. Năm 1973, sau khi hoàn thành chương trình tú tài, ông phải dừng việc học của mình vì gia đình khó khăn. Ông Quy phải đi làm thuê khắp từ quê đến các tỉnh lân cận để tìm kế sinh sống. Năm 1981, qua thông tin từ bạn bè, biết được tỉnh Tây Ninh có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế mới, ông tình nguyện đến nhận 80 hectare đất. Tại đây, nhờ đồng vốn hỗ trợ của nhà máy đường, ông Quy tiến hành khai phá để trồng mía, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy. Những ngày đầu chân ướt chân ráo lên khai thác đất quang khô cằn, khắc nghiệt, lại thiếu vốn đầu tư, chưa có kinh nghiệm nên máy dụ liền mía chết hàng loạt lỗ nặng. Lúc này nợ chồng nợ, gia đình khuyên bảo bỏ cuộc về quê làm thuê kiếm sống, nhưng ông quyết ở lại chinh phục vùng đất khó. Với bản tính cần cù, không chịu đầu hàng trước những cái khó, nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông Quy bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân, khiến mía chết nhiều và biết được là do đất cát, nắng nóng, chăm sóc không đúng kỹ thuật. Sau đó, ông Quy lấy từng mẫu đất đem đi phân tích xét nghiệm và nhờ các chuyên gia tư vấn cách làm cho phù hợp. Với bài học được rút ra, từ đó năng suất mía của ông Quy tăng dần từ 25 tấn một hecta lên 30-40 tấn và đạt 70 tấn một hecta, khiến nhiều người ngạc nhiên. Kinh tế gia đình từng bước ổn định, ông Quy mở rộng sản xuất sang tỉnh Bình Dương thuê đất trồng mía, cao su. Chưa chịu dừng lại, năm 1994, ông quay về quê hương, sang xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, khai quang 240 hecta đất bưng để tiếp tục trồng mía. Đây là vùng đất bị nhiễm vàng nặng, nên trước khi bắt tay vào sản xuất, ông Quy thuê đào 7 con kênh xẻ dọc ngang với tổng chiều dài trên 20 km để xả vàng, đồng thời làm đê bao chống lũ. Nhờ có đê bao lửng này, trận lũ lịch sử năm 2000 không thể nhấn chìm hàng trăm hecta mía chuẩn bị đến mùa thu hoạch của ông. Thành công với cây mía đã giúp ông Võ Quang Quy từ khó khăn vươn lên khá giả. Tuy nhiên, ông chưa bằng lòng mà tiếp tục tìm những mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn. Và để tránh bài học cay đắng mà nhà nông thường gặp phải, được mùa, dội chợ, rớt giá tại vùng đất ở xã Mỹ Bình, ông Quy mở rộng sang các loại cây trồng khác như đu đủ, thanh long, măng cụt, mít. Hiện tại, ông đã có 15 hecta măng cụt đang cho trái dụ, 5 hecta thanh long, 20 hecta bưởi và trại bò với trên 4.000 con. Qua đây tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 200 lao động ở địa phương và ngoài tỉnh. Không chỉ vậy, ông Quy còn xây dựng 20 căn nhà để cho công nhân, người lao động có chỗ ở ổn định. Anh Lê Văn Sơn thuộc hộ nghèo quê ở thành phố Cần Thơ đến làm việc cho trang trại này từ năm 2009. Đến nay đã có cuộc sống ổn định. Ngoài việc đưa vợ và hai con vào làm việc cho trang trại này, anh còn dành dụm được số tiền trên 90 triệu đồng để xây được căn nhà kiên cố ở quê nhà dành cho các con. Anh Lê Văn Sơn nói. Mà nó thì làm cũng công nhật, ngày lai gai gì, sao làm phán này nọ vậy đó. Thì cũng nhờ vậy mà tôi có được cái nhà dưới quê không? Không có lên đây là chắc tôi cái đó luôn. Nhà dưới sập rồi mà có được cái nhà từ 90 triệu. Hiện nay với ba lao động chính làm việc cho trang trại hộ anh Lê Văn Sơn đã có thu nhập ổn định với mức lương 12 triệu đồng một tháng là tiền công hàng ngày làm cỏ, bón phân, thu hoạch trái cây. Còn anh Phạm Văn Sơn quê ở xã Tân Trạch, huyện Cần Đức cho biết năm 1995 anh đi bộ đội biên phòng ở huyện Đức Huệ. Năm 1999, anh xuất ngũ và thấy trang trại của chú Quy đang trở thành một nơi màu mỡ. Cây trái phát triển sum xuê trên vùng đất này hoang vắng.
cằn cỗi nên tự nguyện đến xin làm việc. Trước sự giúp đỡ của ông Huy tạo cho anh Sơn có công ăn việc làm, con cái được cấp sách đến trường và anh rất cảm ơn tấm lòng của ông Huy đối với gia đình mình. Theo ông Võ Quang Huy, từ sản xuất nhỏ đi đến sản xuất lớn, phải bước qua một bước học tập và luôn luôn cầu tiến. Tôi luôn nghĩ rằng còn thiếu kiến thức, tìm cái tốt hơn để học, qua đó lúc nào cũng có bài học mới trong tôi. Tổng cộng tới giờ này, tôi có hơn 10 mặt hàng sản xuất trái cây, nuôi tôm, nuôi cá, nuôi bò. Từng cây trồng, từng giai đoạn có những khó khăn khác nhau và để vượt qua thì sự cầu tiến, ham học hỏi, chịu thương, chịu khó với nghề nghiệp của mình chọn thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nói về những định hướng khi đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp, ông Võ Quang Quy, chủ trang trại Quang Quy Long An, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ cho biết. Nhưng thực ra cái thời đại giờ nó đến cái lúc là phải công nghiệp quá, hiện đại quá ngành nông nghiệp. Cho nên là cái lấy ngắn nuôi dài làm sao có được cái sản phẩm hàng hóa lớn. Cái hồi đó là cái lấy ngắn nuôi dài là thời kỳ của cái sản xuất hái lượm, có nghĩa là đủ ăn đủ mặc ha. Còn giờ đến lúc mà mình vươn xa bay xa rồi mà. Tôi cho rằng cái đó nó không còn phù hợp. Còn thí dụ anh có 100 hectare đất thì 50 anh trồng ngắn hay 30 trồng ngắn, 50 trồng dài, cái chuyện của anh. Còn lấy cây này anh xem cây kia hoàn toàn đó nó không phù hợp. Phù hợp với những cái sản xuất nhỏ lẻ, mà nhỏ lẻ thì giờ anh nói chung là bây giờ cái anh trồng lúa là trồng lúa, nhưng mà đi mua gạo ăn là đi mua gạo ăn, chứ không thể lấy lúa mà đi xay gạo về nhà ăn như hồi xưa nữa. Cái đặc trưng giờ tất cả những nhà trồng lúa thì cũng không ai để lúa lại ăn hết. Mà người ta ra chợ người ta mua gạo là người ta ăn, còn lúa lên là phải, nghĩa là nó thành cái hàng hóa rồi. Cái đó là một cái cụ thể nhất trong cái sản xuất đó. Này thực ra là nếu mà nói tới bò là nó một cái lĩnh vực thương mại. Hiện nay con bò mà cái công ty nó làm, cái công ty kết phát thịnh là cũng là của mấy con tôi đứng ra làm. Đương nhiên là tôi cũng tham gia với tư cách là cố vấn. Còn để nuôi bò thì tôi vẫn có nuôi. Gần như là mình cũng tạm thời là trong cái vật gấu vá vai này thì mình cũng đang ở trong cái chừng mực gọi là bán công nghiệp, cũng có thủ công, cũng có máy móc, chứ mình cũng chưa công nghiệp 100%. Tại vì mình bây giờ thứ nhất là trong cái vùng đất của mình, thí dụ mình dùng cái máy mà đi thu hoạch cỏ luôn là nó phù hợp, đúng không? Cho nên là có những cái nó chưa phù hợp. Mà muốn dùng cái máy thu hoạch cỏ anh phải cải tạo đồng ruộng lại, cải tạo đồng ruộng lại thì nó rất là tốn kém. Mà hiện nay thì gần như là cái giá thành nó chưa chấp nhận cái tốn kém đó, cho nên là cái đó nó cũng gọi là có công nghiệp không, có máy móc không, có cơ giới hóa không, là có, nhưng mà cái tỷ lệ nó là chưa cao lắm. Nó nằm ở chỗ là cái tỷ lệ nó là chưa có cao lắm, hiểu không? Có nhưng chưa cao lắm. Còn hỏi gì chứ mình ở cái đẳng cấp nào trong cái cơ giới hóa ngành nông nghiệp thì nói chung là mình cũng thấp hơn người cơ giới nhiều, mà nhiều hơn người cơ giới ít. Nằm ở cỡ lưng chừng cũng... Với sự thành công của trang trại Quang Quy Long An, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An cho biết, ông Võ Quang Quy ngoài nhiệm vụ sản xuất còn tham gia rất nhiều công tác xã hội ở địa phương. Những gia đình cơ nhỡ, gia đình nghèo, các cháu học sinh không có điều kiện đến trường, ông Quy đều vui vẻ tiên phong trợ cấp cho các hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, ông Quy cũng là một nông dân có tính bộc trực, thường xuyên đóng góp cho chính quyền địa phương, cho hoạt động của hội nông dân các cấp về các phương thức hoạt động và chia sẻ các kinh nghiệm trong hoạt động làm ăn của mình cho các nông dân trong khu vực để cùng nhau tiến bộ. Ông Võ Quang Quy là một nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu trong nhiều năm liền. Ông đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh nhiều năm, đạt danh hiệu giỏi cấp trung ương, là một mô hình sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp thành công giàu bậc nhất ở Việt Nam hiện nay. Vừa rồi là chuyên mục Kinh tế phát triển. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.